Khi mất thân này, chúng ta sẽ mang theo gì? Trước đây em nhớ hồi còn nhỏ, thường nghe những câu chuyện từ ba mẹ. Họ luôn nói về việc phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, để có của ăn của để lo cho con cái sau này. Họ nghĩ rằng khi mất đi, những gì để lại cho con cháu sẽ giúp cho chúng tránh khỏi những khó khăn vất vả. Như vậy, nhận thức đó đã khiến em tin rằng mình cần phải phấn đấu kiếm tiền để sau này có thể để lại tài sản cho con cái. Đó dường như là một trách nhiệm của mỗi bậc cha mẹ, quan điểm truyền thống và sự chuyển biến trong nhận thức nội tâm. Biết ơn cao nhân đã chỉ điểm, em nhận ra được rằng khi chúng ta mất thân này, chúng ta chỉ cần biết không phải để lại cái gì, mà là mang theo được gì. Để lại càng nhiều tài sản vật chất, chúng ta lại càng dính mắc nhiều. Nếu con cháu không biết giữ gìn hoặc không có tư duy để phát triển, thì tài sản đó cũng không được bền lâu. Cái giá trị nhất mà ba mẹ nên để lại cho con cái chính là quan niệm sống và những mối quan hệ chất lượng. Danh vọng, địa vị, tiền tài, người thân, khi mất đi chúng ta đều không mang theo được. Chúng ta chỉ có thể mang theo tổng nghiệp và khối công đức, phước đức của mình. Tổng nghiệp sẽ theo chúng ta từ đời này sang đời khác và chứa trong tiềm thức. Có câu nói này đã đánh thức em về giá trị thực sự của cuộc sống. Khi kiến tạo những nhân duyên tốt đẹp bằng sự trân trọng biết ơn và với mọi người đến với cuộc sống của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta ươm mầm những duyên lành. Ngoài ra, việc mở rộng sức học tập giúp bản thân trưởng thành hơn, mang theo nguồn tri thức tuyệt quý truyền cho nhiều đời. Như trong cuốn sách Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời của tác giả Mỹ Thị Hằng và Trần Thanh Toàn có viết, cái quý giá nhất thật sự của chúng ta là những tổng nghiệp chúng ta sở hữu, công đức, phước đức mà chúng ta tích tạo và những nhân duyên tốt đẹp mà chúng ta đã kết nối, giúp chúng ta có được sự đủ đầy bên trong nội tâm. Khi đó, cuộc sống bên ngoài sẽ tự khắc tốt đẹp. Tổng nghiệp ở đây, tổng nghiệp là những gì mà chúng ta nghe, thấy, nói, biết trong quá khứ. Nó quyết định những gì chúng ta nghe, thấy, nói, biết ở hiện tại. Con người của chúng ta có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả do chúng ta huân tập, nghe, thấy, nói, biết thông qua lớp tánh và lớp tình trong tiềm thức. Tổng nghiệp thức là tổng những kiến thức, tri thức, hiểu biết được huân tập qua hàng ngàn sa số đời. Tổng nghiệp duyên là tất cả những mối nhân duyên và sự gặp gỡ trong cuộc đời của chúng ta. Dù con người đó có mang lại niềm vui hay nỗi buồn, đều là do tổng nghiệp duyên của chúng ta tạo ra. Tổng nghiệp quả là tổng tất cả những kết quả cuộc sống con người chúng ta phải trải qua trong hàng hà sa số đời. Khi hiểu được rằng tổng nghiệp của chúng ta là nguyên nhân tạo ra hoàn cảnh hiện tại, chúng ta sẽ không còn oán trách ai. Mọi người đến và đi trong cuộc đời của chúng ta mang lại những trải nghiệm như ý hay bất như ý đều do tổng nghiệp duyên của chúng ta tạo ra. Việc sinh ra trong gia đình nào, kết hôn với người nào và có những mối quan hệ ra sao, tất cả đều phù hợp với tổng nghiệp của chúng ta. Vậy làm thế nào để kích hoạt được tổng nghiệp tốt? Các cao nhân có chỉ điểm rằng an vui giúp kích hoạt tổng nghiệp thức, bao dung giúp kích hoạt tổng nghiệp duyên và trân trọng biết ơn giúp kích hoạt tổng nghiệp quả. Phước đức hay còn gọi là khối điện từ dương chứa trong vỏ bọc tánh người được tích tạo thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ, giúp họ thỏa mãn về tài, sắc, danh, thực, thùy. Công đức hay còn gọi là khối điện từ quang chứa trong vỏ bọc tánh chân thật được tích tạo thông qua việc giúp cho con người nhận được sự chân thật nơi chính mình. Em thật sự biết ơn hai tác giả đã dụng tâm đưa những tri thức quý vào sách để bất kỳ ai cũng có thể đơn giản nhận được và ứng dụng vào trong cuộc sống. Đây là quyển sách mà em rất trân quý, tựa như một người thầy dẫn chỉ em trên con đường trưởng thành tận cùng, tựa như một quyển sách giáo khoa mà ai ai cũng cần để được hạnh phúc.
là một chiếc chìa khóa giúp em mở ra cánh cửa làm chủ cuộc đời của mình. Biết ơn nhân duyên tốt đẹp. Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị hạnh phúc.